Ngày 22 tháng 10 nhằm mùng 6 tháng 9 năm Canh Tý, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quang lâm chùa Huỳnh Kim dâng hương tưởng niệm ngày quý kỵ lần thứ 19 của cố Hòa thượng Thích Đình Quang, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, viện chủ chùa Huỳnh Kim, quận Gò Vấp. Quang lâm tưởng niệm có Hòa thượng Thích Như Niệm, ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự kiêm trưởng ban Tăng sự Trung ương, chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo thành phố, quận Gò Vấp cùng tăng ni Phật tử các nơi đồng đến tưởng niệm. Đối trước di ảnh của cố Hòa thượng Thích Đình Quang tại tổ đường chùa Huỳnh Kim, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã thành kính niệm hương cúng dường giác linh. Hòa thượng Thích Như Niệm xướng lễ, chư đại tăng đồng niệm danh hiệu Đức Phật Bổn Sư, cầu nguyện cho giác linh cố Hòa thượng được cao đăng Phật quốc. Thay mặt môn đồ đệ tử, Thượng tọa Thích Giác Trí trụ trì chùa Huỳnh Kim đã ôm lại tiểu sử cố Hòa thượng ân sư và dâng cảm niệm. Cố Hòa thượng là một vị thầy khả kính trong lòng chúng đệ tử, luôn lấy lý tưởng giác ngộ làm phương châm tu hành. Ngài sống cả đời vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh, trang nghiêm giáo hội. Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Như Niệm nhắc nhở môn đồ đệ tử của cố Hòa thượng hãy tiếp tục phát huy những giá trị cao đẹp trong cuộc tu hành của tôn sư, vì đó là sự báo đáp ơn thầy tổ đúng với chánh pháp. Hòa thượng Thích Định Quang, pháp danh Nhật Kiến, pháp hiệu Không Tâm, nối đời thứ 41 dòng Lâm Tế Gia Phổ, ngài thế danh Trần Văn Chỉnh, sinh ngày 25 tháng Giêng năm Giáp Tý năm 1924 tại ấp Bình Phú, xã Tân Bình Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Long Xuyên. Năm 1941, khi được 17 tuổi, ngài xin phép song thân cho xuất gia tại chùa Phước Long với Hòa thượng Hồng Phước. Năm 1945, ngài được bổn sư cho thọ cụ túc giới tại Đại Giới Đàn chùa Giác Hoa. Trong thời kỳ thực dân Pháp trở lại xâm lược lục tỉnh Nam Kỳ, trước cảnh nước mất nhà tan, ngài đã tham gia tổ chức Thanh niên Tiền phong và Phật giáo Cứu quốc Nam Bộ. Sau pháp nạn năm 1963, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập, ngài được cử đảm nhiệm nhiều Phật sự quan trọng. Đến khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập năm 1981, Hòa thượng được giáo hội suy cử nhiều chức vụ quan trọng như chánh đại diện Phật giáo quận Gò Vấp, ủy viên ban kiểm soát, trưởng ban kiểm tăng Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, rồi phó ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ tư, Hòa thượng được suy tôn lên ngôi vị thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến ngày viên tịch. Với công đức và sự nghiệp phục vụ cho đạo pháp dân tộc, Hòa thượng được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhì, huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, cùng nhiều huy hiệu và bằng khen quý giá khác. Khi hóa duyên đã mãn, ngày 7 tháng 9 âm lịch nhằm ngày 15 tháng 10 năm 1999, Hòa thượng đã theo định luật vô thường xả báo thân, thu thần thị tịch tại trú xứ chùa Huỳnh Kim, trụ thế 76 năm, hạ lạp 51 năm.